Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong câu chuyện tình Tây Tư đang diễn ra xứ sở Lạ phong vẫn đang đến những cái hồi gay cấn nhất. Hiện tại sau khi sinh viên Hùng trở về từ trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên trở về thì nhiều người đã rất vui mừng nhiều quý khán thính giả đã bật khóc bởi vì uh, tất cả hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng sự có mặt của sinh viên hùng sẽ đem đến uh, một cái uh, rất là khả quan về cái cách chữa bệnh cho tám trang và khả năng cao là tám trang sẽ khỏi bệnh và trở lại trong câu chuyện này thì nhiều người mừng nhưng mà cũng rất nhiều người no người mừng ở đây là tám trang sẽ khỏi bệnh và có thể sinh viên hùng sẽ lấy tám trang nhưng cũng rất có nhiều người lo no nắng bởi vì có thể uh, vì cái chuyện tình yêu này và hùng và tám trang sẽ thắt chặt với nhau trong khi đó hùng có thể không làm chọn một bổn phận khác có nghĩa là bổn bổn phận làm cha làm chồng của bà ngân uh, có những người đã phản đối bà ngân đó, trong cái câu chuyện tình này khi mà thấy bà ngân vui um, vui vẻ hồ hởi phấn khởi uh, trong uh, bởi vì ngày hôm trước sinh viên hùng đã đến thăm quý bà đã động viên và sự trở về lần này đã khiến bà Ngân rất vui. Nhiều bạn thì bảo vệ tám trang cho nên là đã đưa ra những cái suy nghĩ rằng Ồ bà Ngân chớ có vội vui mừng bởi vì bà đang thấy tám trang bị bệnh như vậy và tám trang sẽ không khỏi trở lại cho nên là bà đã vui mừng. Thực ra bà đừng mừng vội bởi vì tám trang có thể khỏe lại bất cứ lúc nào thật sự ra thì mỗi người mỗi ý và mình cũng chẳng biết nói thế nào, chẳng biết bênh vực ai, ai cũng đáng thương và trong câu chuyện này thì chẳng ai là người có tội bởi vì đã nói đến tình yêu thì tình yêu không bao giờ có tội, tình yêu không bao giờ phân biệt tuổi tác cũng không, không phân biệt được về cái danh giới. Vâng, cái đúng cái sai nó chỉ cách nhau một tấc, một ly một tấc mà thôi. Chính vì vậy mà mỗi người có mỗi một quan điểm riêng. Và hiện tại Trọng trách đang đặt nặng lên đôi vai của sinh viên Hùng. Ngoài ra còn có cả bác sĩ Trần nữa. Vâng, có rất nhiều bạn à, à, đáng thương, à, tức là nói những cái từ đáng thương cho chàng trai tên là Tuấn ở đây thì mình nghĩ rằng trọng trách của tuấn nó không nằm trên đôi vai của tuấn bởi vì tuấn chỉ là cái người yêu tám trang mà thôi và cậu ta không có cái trách nhiệm gì để mà phải no nắng trong khi đó sinh viên hùng thì phải chịu trách nhiệm của mình với hai người đàn bà bởi vì đã ăn nằm với cả hai người và hai người đều có con với mình trong khi đó bác sĩ trần lại có cái trọng trách của một người bác sĩ có nghĩa là lương tâm của một người bác sĩ phải cứu chữa cho những bệnh nhân của mình trong khi đó trong câu chuyện này thì cả bà Ngân, cả sinh viên Hùng và cả Tám Trang đều là bệnh nhân của bác sĩ Trần. Chính ra mình thấy sự hy sinh âm thầm của bác sĩ Trình, của bác sĩ Trần là một cái điều rất lớn lao và nhiều người không nhìn nhận ra điều đó. À, nhiều người có một bạn mình nhớ rằng là bạn Nguyễn Minh Hằng nói rằng bác sĩ Trần chính là người đáng thương nhất và đáng lẻ nhất trong cái cách đối đối nhân xử thế và cái cách âm thầm chịu đựng mọi sự hy sinh của bác ấy với những người trong cuộc à, thì đó mỗi người mỗi ý đúng không các bạn vào sáng ngày hôm nay à, mình biết rằng là sinh viên hùng đã quay trở lại trường đi học trong khi đó mình vừa ngủ dậy thì đã có một cái tin nhắn tin nhắn đến từ phía việt nam và đây là của bạn à, của bạn hà đông bạn ấy đã muốn gọi chuyện nói chuyện với mình thì trong câu chuyện này hà đông mình đã trả lời hà đông um, khi mà nhận được tin nhắn đó thì mình đã nhắn lại Hà Đông rằng là con gọi uh, gọi chú bất cứ lúc nào thì Hà Đông ngay lập tức đã gọi điện cho mình trong câu chuyện này thì bạn Hà Đông đã góp ý với mình như thế này uh, trước đó các bạn biết rằng Hà Đông đã có một lá thư ngỏ với cộng đồng mạng và với riêng cả chàng trai tên là Tuấn uh, Hà Đông không ngại ngùng trong cái vấn đề tỏ lời ngỏ lời cầu hôn với người đàn ông tên là Tuấn kia Uh, cô gái này năm nay 38 tuổi nhưng chưa có một lần chồng nào hết và bởi vì v... mãi no cái chuyện học hành và sự nghiệp quá. Uh, cái vấn đề thứ hai là cô gái này cũng từng tâm sự với tất cả mọi người đúng không ạ? Là trong những cái năm qua chưa thể tìm được một cái mảnh ghép của cuộc đời mình ờ, mặc dù có rất nhiều người đàn ông đến với cô gái này nhưng mà cô gái này vẫn chưa chưa chấm được bất cứ người đàn ông nào người được điểm này thì lại mất điểm kia và sau khi nghe câu chuyện tình tay tư ở xứ sở la phong này thì hà đông đã yêu thầm người đàn ông tên là tuấn vâng có rất nhiều bạn đã thương thầm uh, bạn tuấn này ở trong đó có mà hà đông thì ở đây thì Hà Đông đã nói rằng uh, con muốn bác rằng là con muốn chú từ lần sau không cần phải tranh uh, tranh cãi và coi như là lên án cô gái tên là Ngọc Bích nữa. Ngọc Bích uh, ngày hôm trước đã coi như nói chuyện với uh, uh, với Hà Đông và cô gái này không đưa ra tên tuổi thật của mình mà nói là tôi tên là Kim Thoa. Uh, mình nhớ lại Hà Đông đã nói với mình là lấy cái danh phận là tên là Kim Thoa và đang là người yêu của Tuấn trên là ngăn cản Hà Đông không lên đi sang Canada và nghĩ rằng là Hà Đông uh, tranh giành với mình và khuyên cô gái này không lên sang Canada và nếu sang bên đây thì có thể là muốn về Việt Nam cũng không được nữa mà muốn ở lại đây thì cũng chẳng xong đã khái là có một lời đe dọa. Ở trong khi đó thì Hà Đông hoàn toàn rất là vô tư và Hà Đông muốn mình góp ý với uh, góp ý với mình rằng không nên chỉ trích cô gái tên là Kim Thoa ở đây mình biết rõ ràng Kim Thoa là Ngọc Bích Ngọc Bích không lấy tên chính đích của mình mà nói tên là Kim Thoa thì bản thân mình từ trước đến giờ mình không ngại cái điều gì một khi nó là sự thật thì mình phải bảo vệ cái sự thật ở đây Hà Đông đã nói với mình rằng là chú không nên góp ý gì, chỉ trích nặng nề gì với Ngọc Bích cả. Bởi vì trong cái chuyện tình yêu thì họ hay coi như là ích kỷ một chút. Thì cái trong chuyện này thì Ngọc Bích là một cô gái mới lớn lên, con cũng không chấp chiếm gì người ta cả. Con hơn đến người ta mười mấy, gần đến 20 tuổi trên là con hiểu được những cô gái mới lớn họ như thế nào thì ở trong vấn đề này thì mình hiểu thêm uh, Hà Đông là một cô gái rất là mạnh mẽ và thực tế uh, cô gái ấy yêu Tuấn nhưng trong khi đó thì uh, Ngọc Bích thì hiểu sai rằng là Hà Đông muốn chiếm đoạt cái số tiền của nhà hàng của Tuấn với số tiền của Tuấn chứ không phải vì tình yêu thật sự nhưng hôm nay Hà Đông đã nói chuyện với mình là Hà Đông khi mà sang bên này á uh, không bao giờ coi có, có thể uh, không bao giờ cần đến sử dụng cái nhà hàng của Tuấn đó Uh, yêu là yêu con người chứ không phải là yêu số tài sản của Tuấn. Hà Đông có thể đến làm việc với um, vợ chồng Bác Ngọc trên thác nước ra đổ khoảng vài tháng để lấy kinh nghiệm. Sau đó cô gái này tự có thể mua một nhà hàng ở đây chỉ cần xin cái work tức là cái giấy phép lao động đó là Hà Đông có thể làm được việc này. Theo như mình biết Hà Đông trong mười mấy năm từ khi coi như là ra trường đại học và đi làm ăn, cô gái này trong mười mấy năm tích bóp được lại tiền và cái thứ hai được cha mẹ giúp đỡ một chút thì đã mua được một cái căn nhà ở phố cầu gỗ Hồ Gươm Hà Nội các bạn ạ. Mà căn nhà ở đó theo như mình biết có những căn nhà trị giá cả 10 triệu đô. Đòi, theo như mình biết. Và căn nhà của Hà Đông nó ước tính độ khoảng là khoảng 5 đến 6 triệu đô. Như vậy cái căn nhà này là tương đương với cái nhà hàng ăn của hiện tại của Tuấn đang có, nó khoảng 7 triệu đô, nhưng 7 triệu đô của Tuấn là tiền Canada. Còn 5 hoặc 6 triệu đô Mỹ à, là tiền cái ngôi nhà ở phố Cầu Gỗ, Hồ Gươm ở Hà Nội của Hà Đông, nó là tiền đô Mỹ, trên là nó sẽ bằng cái 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 nhà hàng của Tuấn. Hà Đông không phải là người khoe tiền mà cái câu chuyện này mình cũng vô tình biết được bởi vì mình khi nói chuyện với người ta mình khai thác bởi vì mình cũng à, bởi vì chính ngọc bích nói cái chuyện là hà đông muốn chiếm đoạt số tài khoản của tuấn đúng không ạ cho nên là mình có đôi chút hỏi về cái vấn đề đó thì hà đông đã nói như vậy tức là nếu mà sang bên này hà đông sẽ à, có thể đi học thêm một thời gian để thực tế làm việc thực tế một thời gian và cô gái này có thể sẽ bán cái căn nhà ở, ở coi như là hà nội đi để lấy cái số tiền đó để có thể mở một nhà hàng bên đây không cần gì về số tiền của tuấn hết cái vấn đề ở đây là cô gái này yêu tuấn thật lòng chứ không có liên quan đến vấn đề về tiền bạc hà đông đã khẳng định một điều như vậy trong câu chuyện này thì có rất nhiều người thương Tuấn và mong muốn rằng khi mà Hà Đông từ Việt Nam sang đến Canada thì sẽ là một cái ngọn lửa sưởi ấm tình yêu của cho trái tim của Tuấn, bởi vì uh, cậu này đang si tình. Cậu này đang quá yêu Tám Trang và đã gục ngã trong những ngày vừa qua khi mà Tám Trang không khỏi bệnh và bản thân cậu ta không có cách nào để có thể chữa giúp được cho Tám Trang khỏi bệnh và khi thấy mình thấy rằng là khi nhận biết được khi sinh viên hùng trở về thì cậu ta càng đau khổ hơn mặc dù mong muốn tám trang khỏi bệnh đó nhưng nếu sinh viên hùng chữa được bệnh cho tám trang thì rõ ràng tám trang sẽ lấy hùng mà thôi đúng không ạ chứ không bao giờ tám trang lấy tuấn bởi từ trước đến giờ là tám trang thực sự là không yêu tuấn À, rõ ràng là Tuấn đã nhìn ra điều này. Còn nếu đặt một cái giả thiết thứ hai, nếu Tám Trang không khỏi bệnh thì cha mẹ của Tám Trang sẽ đưa Tám Trang về Việt Nam để chữa trị. Điều này sẽ càng một cái khoảng cách xa xôi như vậy thì càng làm cho cái mối tình của cậu ta đi đến một cái chỉ là trong mơ thôi, nói đơn giản lại là chỉ là trong mơ, không bao giờ trở thành sự thật được. Cái ước mơ của cậu ta là lấy được người phụ nữ mình yêu là tám trang và mong muốn cô con gái của mình là Ngọc Anh có người mẹ chính là tám trang. Nhưng thật sự ra cái chuyện này hơi là khó. À, có một bạn yêu hoa đã mong muốn cái điều này trở thành sự thật và và bạn yêu hoa đã đưa ra một lời bình luận như thế này. Chào tất cả cộng đồng mạng. Tuấn Thương mến Cô rất thương và quý mến hai cha con mặc dù cô chưa biết mặt Nhưng cô tin chắc rằng Tuấn là một con người ở tốt, sống sâu sắc và có lòng bao dung Cô rất thương những người đàn ông ở một mình nuôi con Vì trong trái tim của họ rất giàu tình cảm Trong hoàn cảnh của Trang như thế Này mà Tuấn đã tự nguyện làm tất cả vì Trang Cô đặt một cái giá trị rất cao về cháu Cô tin chắc rằng nếu cháu có giữ vững tình yêu thương vô điều kiện cho tám trang thì cháu sẽ được nhận một món quà vô giá từ vũ trụ. cô chúc cho cháu thật khỏe mạnh cả tâm hồn và thể chất. cô gửi một cái ôm thật chặt cho con gái của Tuấn nhé. Cảm ơn anh Thuyết nhiều. Em nhờ anh đọc tin nhắn này của em tới cha con Tuấn này nhé vâng xin cảm ơn bạn yêu hoa rất nhiều mình đã đọc lời bình luận của bạn và mình nghĩ rằng chắc chắn là chàng trai tên là tuấn sẽ nghe được cái video này và sẽ cảm ơn bạn yêu hoa rất nhiều ờ, mình cũng chúc cho những cái lời chúc của bạn yêu hoa đến với tuấn được toại nguyện như vậy tất nhiên nếu mà như vậy <laughs> mình cũng không biết nói thế nào nếu mà bây giờ mà chẳng hạn như mà bạn yêu hoa muốn nói rằng là nếu mà tình yêu của Tuấn là vô điều kiện như vậy và Tuấn cứ kiên trì như vậy thì sẽ nhận được một món quà vô giá từ vũ trụ ý của bạn yêu hoa rõ ràng rằng là sau này coi như Tám Trang nhờ khỏe mạnh trở lại và lúc đó mà Tuấn vẫn yêu Tám Trang như vậy và hy sinh tất cả vì Tám Trang như vậy thì Tám Trang sẽ lấy Tuấn mà thôi nếu mà sự việc đó để xảy ra thì không biết Hùng sẽ như thế nào nói thật với các bạn là trong câu chuyện này thì À, ai lấy ai thì cũng có người khác khổ có nghĩa là niềm vui của người này thì sẽ là cái nỗi khổ đau của người kia đúng ạ à. nếu bây giờ coi như là uh, là tám trang tỉnh lại mà lại quyết định lấy Tuấn thì khổ thì chắc chắn là Hùng sẽ rất là khổ đau đúng ạ à. người ta đã yêu nhau bao nhiêu năm người ta hy sinh như vậy rồi thế nhưng mà những người yêu Tuấn thì lại muốn là tám trang lấy Tuấn còn những người yêu Hùng thì lại muốn tám trang lấy Hùng thật là khó xử chẳng biết nói thế nào hết vâng thưa quý vị và các bạn vẫn liên quan tới câu chuyện tình tay tư ở xứ sở La Phong này, mình sẽ xin đọc một lá thư của bạn tên là Chát Nguyễn đến từ Bắc Linh. Vâng, bạn ấy cùng quê hương với mình. Và lá thư này là lá thư được viết ra từ chính trái tim của bạn Chát Nguyễn, gửi gắm tình yêu thương tới tất cả những nhân vật trong câu chuyện tình này. Vâng, mình biết rằng trái tim của bạn chất Nguyễn rộng bao la và muốn uh, làm sao đó chia sẻ bớt những nỗi đau... Uh, của những nhân vật ở trong truyện và mình hy vọng rằng uh, ông trời sẽ uh, phù hộ cho gia đình nhà bạn Chắc Nguyễn, cho bản thân bạn Chắc Nguyễn có được sức khỏe dồi dào và có được trái tim nhân hậu để làm được việc nhiều việc thiện trong cuộc sống. Và sau đây mình xin đọc toàn bộ lá thư của bạn Chắc Nguyễn này. Em xin chào anh Thuyết. Chúc anh và hai con anh sức khỏe bình an. Em xin chào tất cả mọi người. Anh Thuyết à em nghe câu chuyện này mà em xót xa đau lòng quá em không biết phải tìm cách nào để giúp đỡ mọi người trong câu chuyện này để tất cả mọi người không phải đau lòng nữa em có ý kiến như thế này để cho mọi người bớt đi một chút căng thẳng câu chuyện này nó có thật và đã xảy ra đó là một chuyện tình tay ba nên chưa có thể đã gỡ dối được nhưng cũng có nhiều điều góp ý sẽ gỡ dối dần dần điều thứ nhất Em chỉ nói chuyện trước mắt không nói chuyện đã qua Nói về tám trang Suy nghĩ về mọi thứ Nhiều lên có ảnh hưởng tới bệnh loạn thần Và có thể hơi bị trầm cảm Giai đoạn đầu Chỉ là rối loạn về trí nhớ Một chút không ảnh hưởng nhiều Về sức khỏe như các bệnh nguy hiểm khác Bệnh này nên để các bác sĩ chữa bệnh theo y học Là uống thuốc sẽ khỏi Không nên theo tâm linh quá Còn cho cháu đến chùa nghe giảng đạo Thì dễ thì để cháu thanh thản đầu óc tư tưởng của cháu sẽ thoải mái dần lên thôi. Em nói với anh Tuyết như thế này nhé. Ở khu nhà em ở, cách nhà em có một nhà, có một người bị bệnh loạn thần trầm cảm. Họ cứ đi nung tung quanh khu phố, lúc nào cũng thầm lặng và cứ nhìn xa xăm, đi đâu ý. Lúc nào cũng cũng thế, đi toàn cúi đầu xuống đất, rồi em ấy cứ đi giữa đường chặn xe ô tô, không cho xe đi đó anh ạ. Và ít nói lắm, ai hỏi à, nói qua qua thôi, nhưng cũng có lúc uống thuốc vào rồi lại tỉnh và vui lắm. Tính tình bất thường như vậy, có lúc thì lại nằm ngủ cả ngày. Em ở gần nhà em cứ thấy em đó ra đường chặn xe, em lại kéo vào cười. Em mới sang hỏi chồng em ấy thì chồng em ấy bảo là thời tiết thay đổi thì có vẻ bệnh nặng hơn. Bạn ấy bị mấy năm rồi nhưng ăn uống vẫn tốt và sức khỏe vẫn tốt. Chỉ cái trí nhớ thì bị loạn. Bác sĩ nói là trầm cảm. Anh của bạn ấy chở bạn ấy sang bệnh viện ở Hà Nội khám định kỳ và ngày nào cũng phải uống thuốc. Bây giờ bạn đó tốt lên khoảng 70% rồi anh ạ. À. Bạn ấy đã làm máy khâu ở nhà và bạn đó chở hàng. Đi trả hàng bình thường, nấu cơm quét dọn nhà cửa, chiều nào cũng đi bộ tập thể dục rất chăm chỉ. Em à, sẽ hỏi anh ruột của bạn đó xem em ấy chữa bệnh ở bệnh viện nào và đơn thuốc như thế nào anh nhé để giúp tám trang. Bây giờ mọi người phải thật sự bình tĩnh mọi việc sẽ tốt dần nên chứ. Chuyện nhỏ coi như không có chuyện to thì cho nó nhỏ lại. Trong câu chuyện này ai cũng có cái khổ và cái khó của họ. Bố mẹ Tám Trang cũng đau lòng và mọi người ai cũng đau lòng chứ. Giờ không thể đổ tội cho người nọ người kia được. Tuổi trẻ bồng bột thì cứ hay vui chơi và đua đòi theo ý của tuổi trẻ chứ ai trách được. Như Sĩ Nguyên Hùng lúc đầu giả sử có nói Tám Trang sang bên đó du học đi chăng nữa thì cũng do Tám Trang quyết định đi và cả bố mẹ Tám Trang quyết định Do đó, Tám Trang mới đi được, chứ Hùng đâu có về tận Việt Nam để dỗ dành Tám Trang đi theo Hùng sang bên đó đâu. Mà bảo do Hùng, bố mẹ Tám Trang cho con đi du học để có, có tương lai tốt đẹp cho con. Bây giờ mọi người không thể đổ lỗi hết cho Hùng được. Nếu như Tám Trang là một người đã đủ tuổi trưởng thành rồi, thật bản lĩnh và mạnh mẽ và cứng rắn nên tự mình sẽ quyết định cho cuộc đời mình và không bị nụy tình cương trực mạnh mẽ nhìn về tương lai của mình tự mình lo no cho bản thân thì tám trang sẽ vượt qua được chính mình và tám trang sẽ không ghen tuông quá đà và không đến mức phải tự mình kết liễu cuộc đời tám trang chưa bảo vệ được bản thân mình thì đã suy nghĩ quá đà và xảy ra loạn thần bây giờ chữa theo cách của các bác sĩ tám trang phải uống thuốc theo chỉ định của các bác sĩ thì tám trang sẽ khỏi tất cả mọi cách khác không có kết quả đâu bây giờ cứ ngồi uh, vái mà không ăn uống thì người cũng um, sẽ chết khô con người không ăn thì sống làm sao được cây cối không vun trồng tưới cắm thì cây cối cũng không sống được bây giờ mọi người sao cứ đổ lỗi cho hùng hết là sao nhỉ cứ nói hùng thế này thế kia sao nhỉ thật vô lý và bất công cho hùng quá mọi người cứ đặt vị trí của mình vào vị trí của hùng xem mọi người có bản lĩnh như hùng không nào hùng đã bất chấp tính mạng của mình lao xuống dòng thác nước lia ra để cứu tám trang như thế đã đủ thấy rằng uh, hùng đã lao thân mình làm giá súng rồi đó con người của hùng quá đức độ rồi mọi người ạ à. không có ai tốt hơn ai đâu uh, trong khi đó mà tám trang lại tự mình nằm khổ mình cứ hơi một tí lại tự tử thế bản thân tám trang còn không được giữ được mình vậy hùng cứ cả đời để đi uh, coi và theo sát tám trang được à bố mẹ đẻ ra Tam Trang cũng không làm được điều của đội điều đó cả đời chứ không thể ép hùng vào đường cụt như vậy được đi sang bên này để du học lo cho tương lai của mình và đến đáp công ơn sinh thành của cha mẹ nhưng Hùng đã đền đáp được gì công ơn to lớn của cha mẹ mà đã bị vướng vào cuộc tình ngang trái như vậy. Hùng hiện tại là người cũng đau khổ và khó xử áp lực nhất trong lúc này, lo cho tám trang chữa bệnh. Mẹ ở nhà thì đau ốm bệnh tật, còn bị ung thư nữa mà mẹ hùng lại phải suy nghĩ nhiều thì không biết mẹ hùng sẽ xảy ra chuyện gì đây quá khổ và quá thương cho mẹ hùng mọi người cứ đặt vào vị trí uh, của người thay hùng thì mọi người phải làm sao đây không biết phải làm sao nữa rất khổ đau khó xử khó nghĩ khó làm muốn đi học để thi đỗ cũng không được mọi người uh, còn cứ trách móc hùng và cứ coi hùng là con dối Người thì kéo bên này, người thì kéo bên kia và trách móc Hùng đủ mọi điều, thật không công bằng, mọi người nhé. Em khuyên mọi người nhìn xa trông rộng, dơ cao đánh khẽ, để hiểu biết thật kỹ và thật hiểu thật rõ ràng câu chuyện này không nên phán quyết điều gì. Trong câu chuyện này ai cũng là người đáng thương hết, bạn Hưng và gia đình bạn Hưng cũng rất đáng thương, anh Tuấn và con gái anh thật uh, chân thật rất được trân trọng và đáng quý chị mong em ngân thật cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt không nên nghỉ ngơi một điều gì để em bé được tốt khi chào đời trong câu chuyện này ai cũng là người đáng thương ai cũng khổ không ai ép ai nữa cứ để nó tự nhiên duyên số do trời định tám trang cứ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ tám trang sẽ khỏi bệnh trong tư tưởng của con người khi yêu nhau thì ai cũng muốn gần nhau không ai muốn xa nhau hết lúc nào cũng muốn nhìn thấy nhau và quấn quýt bên nhau, không muốn rời xa nhau nửa bước. Nhưng cũng phải vì hoàn cảnh và điều điều kiện bắt buộc phải xa nhau, chứ học hành đi làm mưu sinh mà đã xa nhau rồi, à, thành phải quen chứ. Cứ gần nhau thì lại bệnh hơi, không muốn xa nhau nữa. Vậy cách chữa bệnh hùng gần tám trang không có kết quả vì đầu tám trang đang bị loạn thần Lên uống thuốc mới khỏi được. Kính chúc anh thuyết cùng mọi người sức khỏe bình an. Trân trọng. Vâng, đây là toàn bộ lá thư của bạn Chát Nguyễn đến từ Bắc Linh. À, trước trước hết là mình xin à, cảm ơn bạn Chát Nguyễn rất nhiều và kính chúc bạn và gia đình à, một cái sức khỏe, một ngày mới à, an khang và hạnh phúc. Trong câu chuyện này bạn Chát Nguyễn đã nói rằng tất cả mọi người trong câu chuyện tình này đều đáng thương và mọi người cũng không nên à, không nên trách cứ là ai. Và khi mà đọc lá thư này thì các bạn cũng cảm nhận ra một điều rằng Bạn Chắc Nguyễn chính là fan của sinh viên hùng đúng không ạ Bảo vệ sinh viên hùng rất nhiều ờ, Trước hết mình nói về cái vấn đề mà bạn Chắc Nguyễn nói về vấn vấn đề bị bệnh thần kinh Mình cũng bây giờ mình cũng xin chia sẻ luôn là mình quê hương ở Bắc Linh Đấy, Và cách bạn Chắc Nguyễn không xa Mình ở thành phố Bắc Linh Còn bạn Chắc Nguyễn là ở Phù Trần Cách mình độ khoảng 7km mình à, mình biết rõ khu vực này và mình có nhiều người anh em đi lính cùng ở khu vực đó à, ở đây mình muốn nói rằng là ý của mình tại sao mình chia sẻ cái quê hương của mình ở đây bởi vì bạn chất nguyễn nói rằng quê hương của bạn là có một người đã bị bệnh đó và đi sang bên hà nội chữa lấy thuốc thì mình biết chính là bạn đó đã đi sang bệnh viện uh, thần kinh nó thuộc về thường tín hà tây ngày xưa và bây giờ thuộc về bây giờ thuộc về hà nội đó là một cái bệnh viện thần kinh và những người bị bệnh thần kinh ở tỉnh Bắc Linh á, thường thường là họ lên cây số 4 ở Bắc Giang là mình đã đưa anh rể của mình lên đó rất nhiều năm chứ không phải là tháng nữa có một bệnh viện khác ở Bắc Linh nhưng mà bệnh viện đó nó không ok mấy thì cơ bản là hai bệnh viện bệnh viện ở Bắc Giang là cây số 4 và bệnh viện ở Thường Tín Hà Tây thì theo cái sự hiểu biết của mình thì bạn nói cái bạn kia uống thuốc là khỏi nhưng mình mình nói rằng thuốc Tây không khỏi được đây là quan điểm và cách và và cái qua cái chứng minh của bản thân mình. Nó nó chỉ gọi là đỡ một chút thôi. Đó, nó chỉ đỡ một chút chứ không khỏi hẳn. Và bệnh này theo như mình biết nếu mà khỏi hẳn được của bệnh của tám trang á thì chỉ có cách là chữa uống bằng thuốc lam thuốc bắc nó sẽ chữa bằng tận gốc và chữa bằng cái cách tư tưởng chẳng hạn như sinh viên hùng à, đang làm cái công việc như vậy thì ví dụ như là à, à, sinh viên hùng cứ tiếp cận lâu ngày thì tám trang sẽ khỏi được và khi khỏi đó lại kết hợp uống cả thuốc lam nữa thì mình nghĩ rằng là sẽ khỏi được 100 đó là cái cách nhìn của mình thôi còn thì ở đây cái quyết định vẫn là của các bác sĩ và của cha mẹ tám trang đúng không ạ cha mẹ tam trang bây giờ bảo ờ, tôi đưa lên chùa và cách đó chữa bệnh mới là con tôi mới khỏi thì ai có thể nói được đúng không ạ nên ở đây là đây là mỗi người mỗi cách nhìn khác nhau bạn ấy bạn chắc nguyễn là nói là sẽ đi hỏi cái người anh của cái người bệnh kia thì cần bạn không cần hỏi nữa bởi vì mình biết rằng là đi sang bên hà nội lấy thuốc là đến cái bệnh viện thường tín là để lấy thuốc thần kinh và cái thuốc đó nói thật các bạn uống rất sợ uống vào một cái là người coi như là bị coi như là đờ đẫn ra không còn nhận biết cái gì cả mà đi cứ lật xè lệt xẹt thế này mà không uống vào thì bệnh nó lại phát triển thế uống vào cái đó nó chỉ là tạm dừng thôi nhưng mà sau cái thuốc đấy mà cái hết thuốc đấy cái nó đã bùng phát lên cho nên là mình nghĩ rằng cái cách chữa bệnh nó không tốt và ở đây mình cũng không đồng quan điểm với bạn chất nguyễn trong cái vấn đề cái câu cuối cùng mà bạn ấy nói trong lá thư này là chẳng lẽ cứ phải gần nhau bệnh hơi nhau và không muốn xa nhau và nếu mà hùng ở gần tám trang thì không có kết quả vì đầu tám trang đã bị loạn thần kinh nên rồi nếu nói như vậy thì nằm nói như vậy là mình không đồng quan điểm mình nghĩ rằng hùng nếu kiên trì ở bên tám trang chữa bệnh theo cái cách đó thì tám trang sẽ khỏi bệnh bằng chứng ở đây mình không cần nói đâu xa chính hưng cũng là người đã coi như là cứ lắm tay tám trang độc thoại với tám trang trong 8 ngày đêm và tám trang đã tỉnh nạn mà cái lần đó tám trang còn bị nặng hơn bây giờ cơ ấy thì mình nghĩ rằng đó là một lý do này được cái thứ hai là gặp đứa con gái của tuấn này có thể kết hợp cái chuyện đi lên chùa về tâm linh nữa mình nghĩ rằng là nghe cái tiếng kinh phật cũng là một cái điều tốt cho cái dây thần kinh tức là họ sẽ buông bỏ tất cả rất nhiều điều và nó sẽ ổn định trở lại thì ở đây mỗi người mỗi một cái cái suy luận thôi ở đây mình cũng muốn tranh luận với bạn trách trách nguyễn thôi và tất cả sự tranh luận với mọi người thì mình mong rằng là tất cả mọi người đều đưa ra những cái sự tranh luận của mình nhưng không phải vì cái sự bất đồng quan điểm với nhau mà đi thù ghét nhau mình không muốn điều đó xảy ra nhé cả bạn trách nguyễn và những người khác nữa dù chúng ta có thể khác quan điểm nhưng mà đừng có vì thế mà ghét nhau rồi dùng những từ ngữ thế nọ thế kia cái câu chuyện ở đây là cứu người đúng không ạ Uh, bạn Chất Nguyễn cũng phải nhìn nhận rằng như thế này Khi mà sinh viên Hùng trở về từ trên nhà bác Thảo Nguyên trở về ấy, Thì mình đọc bình luận Mình thấy có khoảng 95% ủng hộ sinh viên Hùng trở về Đó. Rất ít những cái lời bình luận là Nói rằng là Hùng trở về là không đúng Cho nên là ở 95% là ủng hộ mà và mình nghĩ rằng là cái số phần trăm lớn này là là người ta nhìn nhận là đúng đấy, là Hùng trở về với người yêu của mình là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều thấy rằng là uh, ngoài cái cách mà Hùng trở về để gần gận tám trang ra thì mọi phương cách khác hầu như là không đem đến cái hiệu ứng tích cực. Cho nên là Hùng trở về ở đây nhá. Uh, bởi vì cậu ta lại tiếp tục chuyển trường cho nên sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn trong cái chuyện học hành một ngày cậu ta chỉ bây giờ là các bác sĩ là đưa ra là hai phương án do hùng quyết định thôi. Có nghĩa là trong một ngày là cậu ta sau giờ học buổi sáng thì tầm buổi trưa cậu ta sẽ đến gặp tám trang một lần. Sau đó tầm tối khoảng 7 giờ đến 7 giờ 15 phút khi tám trang từ chùa trở về thì đến gặp một lần nữa. Mỗi một lần khoảng từ 30 30 đến 45 phút nhưng theo mình nghĩ nó chỉ tầm 30 phút thôi. Các bác sĩ cũng không cần nhiều quá đâu. Trong câu chuyện chữa bệnh này có một bạn đưa ra một cái lời bình luận rất hay đó là lời bình luận của bạn kim nga trần Vâng, mình trước hết mình xin thay mặt mọi người trong câu chuyện này là xin cảm ơn bạn Kim Nga Trần rất rất nhiều. Bởi vì thật sự ra mà nói, ở đây chưa ai nghĩ ra được cái phương pháp như của bạn Kim Nga Trần hết. mà bản thân mình cũng không không nghĩ ra điều này, mặc dù nó rất đơn giản thôi. Thế thì mình mới, tại sao mà mình cứ bảo các bạn nên comment, đưa ra cái ý kiến của mình, lý do là là như vậy. Bởi vì có thể một người thì không nhìn ra, nhưng mà nhiều người thì sẽ có thể nhìn ra. Mà phương pháp này thì mình nghĩ là sẽ có thể, có khả năng cao là sẽ đem lại cái hiệu quả chữa được bệnh cho tám trang. Bạn Kim Ga Trần đã đưa ra một cái lời bình luận như thế này: Hùng ơi, chị nghĩ Hùng nên dùng phương pháp chia tay lại với tám trang để coi tám trang có nhận thức ra Hùng hay không. Và Hùng uh, ra đó đóng kịch là Hùng phải đi học xa trở lại và đang cho đổi giấy tờ để coi tám trang có nghe và nhận thức những gì Hùng nói hay không. Nếu tám trang nhận thức được. Hùng đưa cái phone hay ipad cho tám trang và nói em cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào nếu em cần tâm sự và Hùng đừng nên nói những chuyện uh, quá khứ nhiều nên nói chuyện hiện tại thì hay hơn nói về quá khứ. Vâng, một lời uh, bình luận rất ngắn ngủi thôi và đây là một phương pháp mà mình nghĩ rằng chính các bác sĩ còn chưa nghĩ ra được cái điều này ờ cho nên là bạn kim nga trần có một cái cách nhìn rất là hay và mình sẽ uh, để chờ um, hôm nay một chút nữa là mình sẽ coi như là để gọi điện nói chuyện với sinh viên hùng để thử nghiệm hôm nay ngay cái cách cái cách này xem có ok không tức là bạn thiên nga trần muốn hùng là là đóng giả đợt trước chính và hùng coi như là uh, cậu ta quyết định ra đi đúng không ạ cậu ta đã ôm tán giang khóc và cuối cùng là tám trang đã có phản ứng là cũng khóc và cuối cùng nói rằng là uh, uh, víu tay hùng lại là anh đi hả tức là tám trang không muốn cho hùng đi đúng không ạ thì lúc đó là tám trang đã cảm nhận được rồi đã nhận thức ra được người yêu của mình trước mặt rồi thì bây giờ bạn kim nga trần muốn hùng đóng giả lại cái cách chia tay mặc dù bây giờ cậu ta về đây rồi nhưng cậu ta lại ôm tám trang và nói giờ em ơi ngày mai anh phải đi ra đi rồi và đây là cuộc chia tay không biết bao giờ anh sẽ gặp lại em nữa anh buồn đau lắm anh yêu thương em lắm anh yêu thương em cả đời và nếu xa em cuộc đời này anh sẽ không thể sống được nữa và cậu ta sẽ khóc cậu ta sẽ coi như ôm người yêu khóc lức lở đúng không ạ thì để xem tám trang cảm nhận như thế nào bởi vì trước đó cậu ta đã làm lần như vậy có hiệu ứng rồi vâng xin cảm ơn bạn kim hoa trần một lần nữa và mình sẽ ngay lập tức sẽ nói chuyện với gia đình nhà tám trang với nói chuyện với cả sinh viên đồng để thực hiện cái cách thức này Vâng, video của mình hôm nay xin tạm thời dừng ở tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn quý khán tính giả của các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý khán tính giả của các bạn ở những video sau.